Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tổng thống Brazil tổ chức cầu nguyện chống Covid-19. Tổng thống Bolsonaro chấp thuận đề xuất tổ chức ngày toàn quốc ăn chay và cầu nguyện để giải phóng Brazil khỏi Covid-19 cùng các mục sư và lãnh đạo tôn giáo. Chúng tôi sẽ kêu gọi ngày người Brazil ăn chay để đất nước có thể tự giải phóng khỏi dịch bệnh quái ác này càng sớm càng tốt. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nói trên đài phát thanh Jovem Pan hôm 3 tháng 4, Brazil hiện ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm và hơn gần 360 ca tử vong do nCoV. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp cùng những chỉ trích ngày càng tăng về cách xử lý khủng hoảng y tế cộng đồng của mình, Bolsonaro đã gặp các mục sư phong trào ngũ tuần bên ngoài dinh tổng thống. Những mục sư này được coi là nhóm ủng hộ trung thành với tổng thống cánh hữu của Brazil. Brazil đang trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Các thế lực tà ác đang trỗi dậy chống lại một tổng thống Kitô giáo. Chủ nhật ngày 5 tháng 4 sẽ là ngày ăn chay. Nghị sĩ Marco Feliciano, một mục sư truyền giáo, đăng trên Twitter. Mục sư Silas Malafaia, lãnh đạo nhà thờ phong trào ngũ tuần lớn nhất Brazil, đề xuất trên mạng xã hội rằng việc ăn chay và cầu nguyện nên nhanh chóng bắt đầu vào nửa đêm 4/4 và kéo dài đến giữa ngày 5 tháng 4. Bolsonaro từng là một đại úy quân đội trước khi tham gia chính trị. Ông được nuôi dạy theo Công giáo La Mã và được một mục sư giữa tội tại sông Jordan, Israel vào năm 2016. Khi ông bắt đầu lên kế hoạch tranh cử tổng thống, Bolsonaro luôn tỏ ra hoài nghi về Covid-19, cho rằng đây là chiêu trò thổi phồng của truyền thông và phản đối việc các bang áp đặt biện pháp phong tỏa chống dịch để ngăn virus lây lan. Cách ứng phó của Bolsonaro với đại dịch rất không được lòng người Brazil và họ chuyển sang ủng hộ những thống đốc và quan chức y tế bị tổng thống công kích. Hai cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Bolsonaro hiện nay là 39%, giảm 6% so với 2 tuần trước. Ha ha ha,